Các con thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau thực hành luyện tập bài mục lục sách qua các bài tập sau đây. Bài tập số 1 yêu cầu các con hãy đọc mục lục các bài trong tuần 5 của sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2. Ở phần trước thì cô đã giới thiệu cho các con về các bài học của tuần 4 là chủ yếu đúng không? Bây giờ chúng ta hãy cùng mở sách giáo khoa tiếng Việt những trang cuối và chúng ta cùng mở đến tuần 5 để xem trong tuần 5 có những bài học nào nào. À, chúng ta cùng đối chiếu với cô nào. Đầu tiên, đó chính là tiết tập đọc. Tên bài là Chiếc bút mực. Và số trang đó là trang 40. Và các con lưu ý nhé, tuần 5 này chủ đề của nó chính là trường học đấy. Chính vì vậy nên tất cả những câu chuyện, những bài học đều liên quan đến chủ điểm chung, đó chính là trường học. Tiếp theo đó là tiết kể chuyện, cũng là chiếc bút mực. Và ở trang 41. Tiếp theo là tiết chính tả. Và chúng ta sẽ tập chép bài chiếc bút mực. Và ngoài ra các con còn có những bài thực hành luyện tập là phân biệt IA, IA, L, N, N hay N ở trang 42. Và tiết tập đọc thứ hai trong tuần chính là bài mục lục sách, trang 43. Tiết luyện từ và câu tiếp theo chúng ta học đó là tên riêng và cách viết tên riêng. Chắc chắn trong này sẽ có tên riêng của thầy cô giáo hay của bạn học của chúng mình, bởi vì chủ điểm của tuần 5 đó chính là trường học đúng không nào?